Huấn luyện viên Philippe Chusier nói, nếu nói về mục đích ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thành công. Trong 6 tháng qua, tôi đã cố gắng thay đổi triết lý của đội tuyển Việt Nam, giúp cầu thủ tự tin, chủ động cầm bóng. Từ phong độ, thái độ và sự đoàn kết của toàn đội, tôi cảm thấy hài lòng. Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ thêm, đội tuyển Việt Nam đang được tái cấu trúc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup và Asian Cup. Trong trận đấu hôm nay, tôi yêu cầu toàn đội phải kiểm soát bóng và để các cầu thủ tự đưa ra quyết định. Hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi đã có thế trận tốt trước đội chủ nhà. Thậm chí, số cơ hội chúng tôi tạo ra có thể ngang bằng với Trung Quốc. Các cầu thủ đều đã nỗ lực thể hiện hết khả năng trên sân. Tôi có một chút bất ngờ về kết quả trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên, chúng tôi phải nhanh chóng quên đi thất bại này. Chúng tôi sẽ ngồi lại, phân tích lại các tình huống trận đấu này để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo. Theo đánh giá của huấn luyện viên Philippe Chusier, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi thể lực có phần sa sút của các cầu thủ. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi giải vô địch quốc gia của Việt Nam kết thúc từ tháng 8. Các cầu thủ hầu như không thi đấu trong 2 tháng vừa qua. Họ vẫn đang trong giai đoạn tập huấn và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Các cầu thủ không có được trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi hy vọng thể lực các cầu thủ có thể cải thiện ở các trận đấu tới đây, ông nói. Tuy vậy, về mặt tổng thể, toàn đội đã cố gắng đáp ứng những yêu cầu về mặt chiến thuật về khả năng kiểm soát bóng. Không chỉ ở trận đấu hôm nay, ở các trận đấu trước đó, đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát được bóng khá nhiều. Bởi vậy, không có lý do gì để chúng tôi từ bỏ theo đuổi triết lý mới của mình. Với đội tuyển Việt Nam, với bóng đá Việt Nam, khái niệm chơi kiểm soát bóng như vậy còn khá mới mẻ. Nhưng nếu chúng tôi muốn thoát ra được khu vực Đông Nam Á, tiến ra châu Á, tiến ra thế giới thì chúng tôi cần thêm thời gian để theo đuổi mục tiêu kể trên. Trận đấu với đội tuyển Trung Quốc hôm nay là bước đầu tiên trên hành trình của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh trong hiệp một trận đấu này rằng chúng tôi có thể làm được điều này. Đội tuyển Việt Nam chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai, ông Philippe Chusier nhấn mạnh. Đối với tình huống thẻ đỏ của Tiến Linh, ông Philippe Chusier cho rằng ở những trận đấu quốc tế như này, các cầu thủ phải cố gắng hết sức để thể hiện khả năng, càng nhiều càng tốt. Hôm nay, bạn ấy có thể mắc sai lầm, nhưng tôi hy vọng các bạn ấy sẽ đứng dậy, sửa chữa sai lầm của mình vào ngày mai. Bởi vì, không ai có thể hoàn hảo trong mọi trận đấu được, ông Philippe Chusier nói.